Sáng ngày 18 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đã kịp thời giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày tại địa chỉ 378 Phúc Tân, phường Phúc Tân. Theo đó, khoảng 0 giờ 50 phút cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo cháy tại địa chỉ trên. Công an quận Hoàn Kiếm điều một xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, chi viện 2 xe của Công an quận Ba Đình đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu người bị nạn. Đám cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà 5 tầng có tường, diện tích mỗi tầng khoảng 30m². Tại thời điểm cháy, các tầng 2, 3, 4, 5 và tầng bị khói lan từ tầng 1 lên. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã triển khai dập tắt đám cháy tại tầng 1 và mở cửa sổ các tầng trên để thoát khói, đồng thời cứu và di chuyển 4 người trong nhà ra ngoài an toàn và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết hiện 3 nạn nhân sức khỏe bình thường, 1 nạn nhân bị bỏng hiện đang điều trị tại bệnh viện 103. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ, thiệt hại về tài sản đang thống kê.